cam lâm của tôi ơi, sao mà thương đến thế, yêu giọng nói tiếng cười của người dân quê tôi. Chiều bãi dài nghiêng soi vỗ về từng con sóng, hương xoài thơm đất mẹ suốt một đời chờ che. Ôi Cam Lâm quê tôi, núi hòn bà sói bao, đầm thủy chiều trong xanh, những cánh cỏ nghiêng trao mang bao nhiêu khát vọng. Cam Lâm của tôi ơi, mãi khúc hát tự hào. Cam Lâm của tôi ơi, sao mà thương đến thế, yêu giọng nói tiếng cười của người dân quê tôi. Chiều bãi dài nghiêng soi vỗ về từng con sóng, hương xoài thơm đất mẹ suốt một. Let go em ơi, đi thôi. Tôi có một trải nghiệm khá là thú vị. Hôm nay chúng tôi sẽ được các bạn đi suối Đá Răng. Ok. Trước em ơi, trước đi. Trước đi để anh quay. Hôm nay chúng tôi chọn đường lên khu vực Diên Khánh. Chọn đây là một con đường khá là mới, khá là đẹp. Đường này sẽ ít xe đi lại hơn con đường quốc lộ 1A. Trên đường đi suối Đá Răng thì các bạn sẽ đi ngang qua một khu nhà thờ khá là đẹp. Đây. Và mình sẽ xem đây là khu nhà thờ có tên gì. Đấy. Giáo xứ Đồng Hộ, Giáo xứ Đồng Hộ. Suối Tiên. Trên đường lên suối Đá Răng thì các bạn có thể tham quan khu vực đập nước này. Đập nước này hình như là đập Diên Khánh hay sao ạ? Mình chưa nhớ tên, để mình ra kia mình hỏi lại xem là tên đó là gì. Đây, thấy các cần thủ đang ngồi đâu. Em ấy đập này có tên là gì nhỉ? À, đập Suối Tiên. À vâng, đây. Nếu mà các bạn không đi được Quảng Ninh thăm rừng bông lau thì các bạn có thể qua đây để thăm rừng chè mây, rừng cỏ mây. Đây, rừng cỏ mây đây. Và lang thang đi bộ một mình trên đập Suối Tiên này. Cái đây là hồ Suối Dầu. À, hồ Suối Dầu. À, hồ Suối Dầu. Trên này cắm bình, cắm trại đẹp ha. Đúng rồi, đúng rồi. Đây đây, xả đập đây. Chỗ này là chỗ xả đập này. Đó, ở trên Diên Khánh thì là con ao cũng như đây này, nhưng mà trên Diên Khánh kịp không? Nó có mấy cái cỏ mà bong bong. Vâng, dưới trực diện camera đó chính là khu vực là đập Suối Dầu. Và hiện tại chúng tôi đang ở khu vực đập Suối Dầu. Rất là đẹp nha quý vị và các bạn nha, rất là đẹp luôn nha. Trên dưới thì có chỗ ăn là được à, xuống đi em. Đấy, không cần vé gì, làm gì phải vé. Mình là khách VIP ở đây nhưng mà gì phải vé. Rồi, tôi xuống dốc. Ok. Hiện tại là hôm nay chủ quán là chỉ biết thịt gà thôi, không biết ướp.
À, em lên ướp. Ừ, đấy. Rồi, ra chọn gà đi. Ta chọn gà. Ta chọn gà một con là 400. Con nào cũng được, một con 400 ra chọn đi. Ai biết chọn ra chọn đi. Ra chọn đi em ơi. Ừ. Ta chọn gà xong rồi lên cho chú thịt. Chú thịt xong rồi em ướp. Ướp xong là nướng thôi. Không thì luộc cho nhanh. Đây. Đây. Nướng ngay. Đây. Nướng gì đó. À, đây đồng giá con 400. Mái nhá, mái hay trống? Đúng rồi. Vâng, hiện tại chúng tôi đã có mặt tại suối Đá Răng. Đây là phía giữa đầu nguồn của con suối. Đầu nguồn nó tút trên kia còn rất chi là xa. Đây, các bạn nào đi biển, đi đảo chán rồi thì các bạn có thể lên đây tham quan và trải nghiệm dòng suối này. Đây, mùa này thì nước suối nó rất chi là nhiều. Nước chảy róc rách suốt ngày đêm. Đó. Ở đây cũng có thể cho các bạn lều cắm trại ngủ lại. Mình đang tính sẽ tổ chức một cái tour camping lên trên này. Đây. Buổi tối một là cắm lều ngủ lại tại đây, hai là ngủ trên những cái nhà có cái mái che đằng kia. Trên bầu trời là những chú chim đang bay. Đấy, những chú nhạn, những chú én đang bay. Và đây, đây là dòng suối chúng ta. Các bạn có thể mang theo cần câu để có thể là ngồi câu cá và tận hưởng những gì các bạn thu hoạch được. Đó, rất chi là đẹp luôn nha. Đấy. Và mình xin nhắc lại nha, hiện tại mình đang có mặt tại dòng suối này, gọi là dòng suối Đá Răng. Đây là giữa lòng, giữa dòng suối thôi. Nếu còn các bạn lên trên cao phía trên kia, phía đỉnh trên hòn Bà kia thì nó còn nhiều khúc để mà tham quan nữa. Tuy nhiên trải nghiệm của chúng tôi theo như cảm nhận thì chúng tôi đi tới đây là vừa đủ. Tại vì đường nó cũng không phải là dễ đi lắm, cho nên là mình tới đây thôi. Và trải nghiệm ở chỗ này thôi là được. Những bàn tay vàng trong làng cắt dưa đây, không bỏ dưa thì cũng được mà. Hiện tại mình đang có mặt tại dòng suối Đá Răng và bây giờ mình sẽ đi bộ từ bên này xuyên bên kia để tham quan và trải nghiệm dòng suối này. Đây, mùa này nước rất chi là nhiều nhá, khá trơn nhá. Các bạn đi phải thật sự cẩn thận. Đây, khá là trơn. Đấy. Nhưng mà cái rất chi là mát các bạn, ôi mát tuyệt vời luôn, mát mà cảm giác là lạnh người luôn. Đây. Wow, mình nhặt được một cái vòng nhá, nhặt được một cái vòng. Mùa này hiện tại đang là mùa mưa cho nên là mực nước khá là cao, cho nên là các bạn khi mà các bạn di chuyển qua những vách đá, vách suối này thì các bạn phải hết sức cẩn thận. Nói chung đường khá là khó đi nhá. Không khuyến khích các bạn đi và làm theo những video của mình. Đây. Đó. Các bạn đi thật từ từ và thật chậm nhé. Đó. À, có lẽ mình chắc là dừng lại thôi, tại vì đoạn bên này, đoạn này rất chi là khó đi này. Đây, đấy. Đoạn này nước chảy rất mạnh nhá. Nước chảy rất xiết. Ờ,
Hôm nay bọn mình chỉ chủ yếu lên đây tham quan dòng suối và thưởng thức gà. Sau đó là sẽ nghiên cứu cho một vài tour camping sắp tới. Bia nha các bạn nhá, đây bia nha. Còn gì có thể là trải nghiệm tuyệt vời hơn khi mà các bạn uống bia bên một cái dòng suối như thế này, với một khung cảnh thiên nhiên đầy hữu tình như thế này. Và các bạn hãy đến với Nha Trang, các bạn hãy đến với chúng tôi để cùng có một trải nghiệm tuyệt vời như này các bạn nhá. 2, 3, go! Ok, tuyệt vời luôn. Ui giời ơi, gà ngon thế. Sau một hồi chật vật vất vả vật vờ thì chúng tôi đã được tiếp xúc với con gà. Ui giời ơi, con gà, ui giời ơi, gà muối tiêu, ôi ngon thế. Anh sẽ định làm gì với con gà này? Em chỉ cho nó vào bụng miệng. Cho bụng à? Đúng rồi. Có ăn không? Có à. Rồi. Mọi người ơi, dọn đi mọi người ơi. Rồi, rồi. Để bạn ấy sẽ xé gà. Ôi chà nó chắc ớt không ớt gì đâu, muối mà nóng nóng lắm anh à. Chắc đợi cho nó nguội nó nóng lắm. Con này cô đơn ốm, vậy? Ốm ngon mà, ốm ngon mà, ngon nhỉ. Trời ơi, chung trên mà miệng luôn á. Ui ngon thế. Thơm ngon. Đây cái view hấp xả nè, hấp xả, hấp xả, hấp xả nên nó mới lâu. Đây view đẹp chưa, view đẹp chưa, hấp xả nên nó mới lâu, hấp chứ không phải luộc. Đúng rồi, hấp nên nó ra nước hết nên nó mới gầy như vậy. Rồi em cứ cắt đi, em đâu biết cắt đâu. Đây. Em nhẹ nhàng nha, tình cảm nhá. Cha em bị rỡ bị chân nó rồi. Nó có cái đấy nè, nhìn kìa, nó có cái chỗ kìa, đấy chỗ đó để cắt đấy. Rồi cho lưu trước đấy, của lưu để đây, để đây, cứ cầm đi không mất rồi. Hai em hai cái đùi rồi xong mà nó để bọn anh, và đâu cái mình mấy cái cổ đầu cánh là của anh. Cô gái vàng trong làng cắt gà đây. Không à, chấm đi, chấm thử đi. Không, anh nguyên cái đùi này à. Chấm thử đi chấm thử đi, đưa mỏ nào đưa mỏ nào. Ôi dồi ôi, hôm nay nu được ta. Kìa bạn có nu kìa, bạn nu đứng chờ sẵn này. Đây cho mỗi em một cái, đấy đó, thích nhá. Thôi đi sao, phát biểu cảm giác em. Phát biểu cảm giác đi. Ngon nhưng mà cay quá. Ngon nhưng cay hả? Đúng rồi, cái gì cũng vậy, ngon, cay mà còn phải trả giá nữa em ạ. Giới thiệu con gà này 4 xị nhá. Chưa bao gồm tiền lèo nhá. Nóng quá. Giờ có chừng rất là hoài chưa? Ngon nhá.
Chúc các bạn ăn ngon miệng nha. Sau khi ăn gà xong thì chúng tôi sẽ ngồi ngắm xuống một chút xíu và sẽ về lại Nha Trang vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Woo! Let's go. Chị kia sợ. Chị kia. Hồi nãy là mỗi người một xe đúng không? Sau đó là ông kia ông lái được thì ông xuống. Tại khu du lịch Công Forest thì các bạn có thể thuê xe tự lái như thế này để trải nghiệm hết các cung đường trên dòng suối Đá Răng. Wow. Very good, very good. Wow, wow. Superman, Superman.